Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 10 chương 2 chợ Hán Tắc Sử Vong, hồi 1 Tháng 10 năm cảnh thái 32 kỷ tỵ Khâm Thiên Thiếu giám lâu với Hoàng đế nhìn thấy sao chổi ở phía Tây Bắc, lửa bốc màu trắng, việt sáng dài 6-7 thước, giữa ban ngày vẫn có thể nhìn thấy, cuốn lưỡi vào tử vi viên, trên bầu trời đi về hướng đông, va chạm mọi nơi, 10 ngày sau sẽ biến mất. Vào cuối thu, khách tinh, đột nhiên đến, mắt thấy sao trổi vắn ngang bầu trời mênh mông, còn tiến thẳng vào trong cung tử vi, đế quốc giống như bị xâm nhập, lê dân bá tánh nhìn thấy cảnh tượng đó, tất nhiên là vô cùng chấn động, từ các quan lại trong cung, cho đến những người dân bình thường trong ngõ hẻm, hàng vạn người ngẩng đầu kinh ngạc, có người gọi là yêu tinh, có người gọi tân tinh, tất cả đều xôn xao bàn tán. Tinh, ở đây nghĩa là, sao, sao mang xui xẻo hoặc sao mang điểm lành. Sư phụ, sư phụ, đại sự không tốt. Lúc đó là đêm canh ba, các đệ tử của Thiết Sơn Trang đang canh giữ lò thiên lư, nào biết đang êm đẹp, lại thấy bếp lò chợt bốc cháy, mọi người thấy có chuyện lạ xảy ra, lửa ngày càng cháy dữ dội vội vội vàng vàng quay về trang bẩm báo, đánh thức Âu Dương Nam đang ngủ say. Âu Dương Nam chậm rãi đứng dậy, bảo vợ phủ thêm áo ngoài, đẩy cửa ra, nhìn thấy đồ đệ quỳ ở cửa, trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại ầm ý như vậy? Một đệ tử lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói, lò thiên lư vừa rồi không biết vì sao, tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa ngút trời, chỉ sợ sẽ lan vào trong thành. Âu Dương Nam cả kinh, vội nói, sư phụ lập tức qua xem. Các người cũng đi thông báo cho đại sư huynh một tiếng, bảo hắn mau chóng dẫn người tới đây. Đệ tử kia đáp lại, đại sư huynh sớm đã biết được tin tức, hắn sợ lửa bùng lên mất kiểm soát, đã dẫn người đi dập lửa rồi. Âu Dương Nam nghe tình thế nghiêm trọng, cũng không nói lời nào, vội vàng đánh ngựa ra khỏi sơn trang, phi nước đại ra ngoại ô. Đến được ngoại ô, cách lò thần một dặm, đã thấy lửa cháy ngút trời, hơi nóng càng thêm bức bách. Âu Dương Nam thúc ngựa tiến lên, liền thấy rất đông đệ tử đang tiếp sức đưa nước, cùng chí đang chỉ huy tất cả mọi người. Từng thùng từng thùng nước lạnh được dội xuống lò, toàn lực dẫn nước cứu nguy, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục lan ra tứ phía, cây cối trong phạm vi trăm mét đều bị đốt cháy thành cho. Các môn đệ thấy thùng nước không có tác dụng, bèn từ trong trang chuyển tới một cái vòi rồng định trực tiếp lấy nước từ giếng đến dập lửa. Âu Dương Nam đi đến bên cạnh Cùng Chí, trầm giọng hỏi, sao xảy ra cháy lớn như vậy? Chẳng lẽ có người không cẩn thận gây ra tai họa trúc dung? Cùng Chí lau cho trên mặt, thở dốc nói, đệ tử cũng không rõ, lò thần bị tổn hại, mấy ngày nay các huynh đệ đều dốc lực tu bổ, khó khăn lắm đêm qua cũng có manh mối, nào biết đến giờ tí, lò đã bị thiêu cháy vô cớ. Đến giờ vẫn chưa dùng lại Âu Dương Nam sắc mặt tái nhợt Hỏi trong lò có cái gì sao Cùng chí lắc đầu Nói ngoại trừ cạn tinh chất sắt Trong lò trống không không có gì cả Cơ bản là không thể đốt cháy Thật không hiểu tại sao mọn lửa lại bùng phát Âu Dương Nam thở dài một hơi Lắc đầu nói Sai rồi, sai rồi Chúng ta lầm hết rồi Những phế liệu kia cơ bản kia không phải là cạn mà là cốt thiết tinh ngàn năm hiếm thấy. Chúng ta thiếu chút nữa hủy hoại bảo vật quý hiếm, tội lỗi, tội lỗi. Cùng chí ngạc nhiên nói, cốt thiết tinh gì? Lời của sư phụ thật khó hiểu. Chính là khối sắt tinh chất mà chắc lăng chiêu mang đến rèn bảo kiếm. Minh để tiếng hán đoạn này vì dịch sang tiếng Việt nghe nó hơi cồng cảnh. Âu Dương Nam không để ý tới hắn, hô to, người đâu, đi lấy chỉ lôi trạch hình thiên đi. Các đệ tử nghe sư phụ muốn mang thần trùy tới, là cố ý làm kiếm, mọi người đáp ứng một tiếng, vội vàng trở về Sơn Trang. Cùng chí kinh ngạc, vội hỏi, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người có thể nói rõ không? Âu Dương Nam nét mặt ngưng trọng nói, thiên địa vạn vật có chính liền có phản, có âm liền có dương, Trác lăng chiêu mang đến khối thiết tinh kia, âm nhu tinh hoa tạo ra thần kiếm cầm long, những thứ còn sót lại nhất định mảnh xương cốt cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta lại coi như phế liệu. Lò thần Thiên Lư linh tính không mất đi, không cam lòng để lượng chất tốt đẹp hoang phế trong đó, lúc này mới tự hành tinh luyện, nổi lên lửa lớn. Cùng chỉ nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ nói, lợi hại như vậy sao? Lại sẽ luyện ra binh đao hình dạng gì? Âu Dương Nam trầm tư một hồi lâu, nói, Âu Dương gia ta có một truyền thuyết kể lại Khối phong thủy bảo địa này nếu có linh vật tinh luyện, sẽ làm ra một thanh tuyệt thể thần binh. Danh gọi Cầm Long, quả nhiên kiếm này dáng thế, lập tức nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không thể ngăn cản. Chẳng qua là vạn vật dựa vào quy luật âm dương ngũ hành, vạn vật sinh ra đều khắc chế lẫn nhau, một khi thú gì vô địch thiên hạ được sinh ra, tạo hóa sẽ tìm cách khác để kiềm chế nó. Hắn nhìn chằm chằm vào lò thiên lư, thở dài, nói: lần này xem ra, định là lò thiên lư này sẽ luyện ra một thanh binh đao khác, chống lại kiếm cầm long. Cùng chỉ lắp bắp kinh hãi, thần kiếm cầm long, kia đã là một yêu vật quái dị khó hiểu, nếu còn sinh ra một vũ khí kỳ lạ khác với sức mạnh vô hạn, thiên hạ chẳng phải đại loạn sao. Hắn muốn hỏi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đứng ngay ra đó. Không lâu sau, thần trùy được đưa tới, Âu Dương Nam đi tới lò thần, hộ to, mọi người cầm vòi rồng chia ra các góc dùng cột nước mở đường cho ta ta muốn vào lò chúng đệ tử nghe vậy kinh hãi cùng chí càng vội vàng khuyên can nhưng âu dương nam rất kiên quyết mọi người không làm gì được chỉ có thể nghe lệnh hành sự thoáng chốc sáu chiếc vòi rồng phun nước cùng một lúc để dọn đường cho âu dương nam cùng chí tự thân điều khiển một vòi rồng đến gần bên cạnh âu dương nam dòng nước phu thẳng lên thân thể sợ sư phụ tuổi già có làm sao thì đừng để bị ngọn lửa mạnh mẽ kia nút chừng ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt hồng vũ thiên lư như ma long quái thủ đột nhiên gào thét phun lửa tựa hồ muốn thiêu đốt thế gian vạn vật Âu Dương Nam đi tới gần miệng lò những cột nước cùng chí phun ra tràn ngập hơi nước trên thành bỗng nghe Âu Dương Nam kêu thảm thiết một tiếng toàn thân đã cháy cùng chí vội la lên mau dội nước Sáu vòi nước đồng thời phun về phía Âu Dương Nam, đã dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Cùng chỉ sợ sư phụ bị thương, bất chấp sư phụ trách cứ, kéo theo vòi rồng lao thẳng về phía miệng là. Hồng thủy ào ạt đổ xuống, ngọn lửa cuộn trào, trong lúc thủy hỏa công kích, khắp nơi đều có sương nước bốc hơi, nhưng rất nhanh bị khí nóng thổi bay đi. Âu Dương Nam ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, ôm Trì Thần, mặc kệ ngọn lửa nhiệt độ cao lao về phía đầu lửa. Cùng chỉ sợ hắn có điều sơ suất, kéo một vòi rồng đến gần miệng lò, cột nước rội vào dữ rồi, ngọn lửa nóng đến mức vạt áo của hắn cũng bốc cháy. Chúng đệ tử nhìn thấy sư phụ không màng an nguy của mình xông vào, sự huynh cũng đối mặt sinh tử nguy hiểm, trong lòng kinh hãi chấn động, bất chấp an toàn của bản thân, đều tiến đến miệng lò, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, sáu vòi rồng rội vào miệng là dưới sự đồng lòng hiệp lực, đã dập tắt được ngọn lửa. Hơi nước tràn ngập không khí, bỗng thấy một người lăn ra ngoài, người này toàn thân cháy đen, quần áo bị cháy thành không ra hình dạng, ngay cả lông mày và tóc cũng không thoát, người này bộ dáng chật vật, lại chính là tông sư đúc kiếm vang danh một thời Âu Dương Nam, trong lồng ngực hãy còn ôm chặt trùy hình. Thiên kia! Cùng chỉ dựa vào bên là tự mình cũng chịu trận, trên người trên tay đầy vết phồng rộp, hắn thấy sư phụ ngã lăn xuống đất, sống chết còn chưa rõ, bất chấp chính mình trên người đau đớn, vội vàng tiến lên đỡ dậy, kêu to, sư phụ. Người làm sao vậy? Hắn hét lên một tiếng, nhưng Âu Dương Nam lại không cảm nhận được vẫn không nhúc nhích, như thể đã chết. Cùng chí biết không thể chậm trễ, lập tức cắt y phục của sư phụ, lấy nước sạch, cháng qua người rửa sạch sẽ, vội vàng sai người lấy thuốc trị thương, cẩn thận xoa lên. Thiết Sơn Trang cả ngày làm bạn với lửa, thuật sơ cứu trị bỏng xem như thiên hạ vô song, người bị bỏng phần lớn chết vì các loại nhiễm trùng, dùng thuốc trị vết thương ngăn mù thối lại có tác dụng thần kỳ, chỉ cần Âu Dương Nam chưa bị đốt thành than, ở trong mắt bọn họ đều có thể cứu chữa. Quả nhiên, thuốc trị thương xoa lên người Âu Dương Nam, tựa như ướp lạnh, chỗ bị thương sưng đỏ thối giữa dần dần biến mất. Chị liệu một hồi, Âu Dương Nam chậm rãi tỉnh lại, hắn hơi khôi phục thần trí, lập tức chỉ vào miệng lò, gào thảm, "Thần kiếm hiện thế, ma đao tùy sinh." "Mọi người chạy mau đi." "Chăm họ lầm than rồi." Nói rồi đôi tay liên tục múa may, tựa như mất trí. Một vật như có sự sống. Đám người cùng trí nghe vậy kinh hãi, vội vàng thăm dò xem, nhưng thấy lò đã cháy đen, ngoại trừ gì sắt. Thật sự nhìn không ra có gì quái gì. Cùng chí ho khan một tiếng, thấp giọng phân phó mọi người, trước tiên đưa sư phụ đi nghỉ ngơi đã, chờ lửa tắt rồi chúng ta vào lò tìm. Âu Dương Nam được đệ tử nâng lên, trong mắt vẫn khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Thần kiếm Cầm Long, Nghiệp Hoa Ma Đao, bên trong là yêu vật. Chúng ta tuyệt đối không được để nó xuất hiện trên đời, nếu không thiên hạ sẽ có thảm họa chiến tranh." khóe miệng hắn khẽ động, muốn nói lại ngừng, đột nhiên toàn thân trở nên vô lực, hôn mê bất tỉnh. Cùng Chí nhìn miệng lò đen kịt, nghĩ tới đồ vật bên trong thần bí dị thường, tuyệt đối không kém thần kiếm, trong lòng cảm thấy kinh hãi, Triệu Tập đệ tử trong trang, thấp giọng phân phó nói, mọi người nghe rõ, lời sư phụ vừa nói, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không các đại môn phái sẽ đến cướp thần binh, Thiết Sơn trang của chúng ta chắc chắn sẽ gặp họa diệt vong. Các đệ tử đáp ứng một tiếng, trong lòng đều lo sợ, không biết vật trong lò lai lịch ra sao. Hỏa Long Thoán Thiên, Âu Dương Nam Thần bị trọng thương, đã được đưa đi khỏi đám cháy, những người còn lại vẫn đang cố gắng hết sức để dập lửa, cùng chí ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một ngôi sao trổi vụt qua, trong lúc dị tượng, nhớ đến lời sư tôn nói, nghiệp chướng, nghiệp hỏa ma đao, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng, hồi lâu vẫn không nói nên lời dòng lửa bay về trời. Lại nói Tần Trọng Hải sau khi ghé qua nhà ma thành Tây, trong lòng chỉ cảm thấy phiền loạn khó chịu, biết Lưu Kính chắc chắn có âm mưu nào đó, sợ là vẫn đang nhắm vào mình. Tần Trọng Hải trời sinh cảnh giác nhạy bén, gặp phải chuyện thế này, tất nhiên là trốn còn không kịp. Hắn đã nhiều ngày tránh Lưu Kính, chỉ uống rượu ở lâu góc phía Tây, không ra khỏi của, nhà cũng không về. Nghe thuộc hạ bẩm báo sao chổi tới, đẹp như vậy, kêu hắn ra ngoài thưởng thức, tần trọng hải cũng nghe như đánh rắm, không để ý tới. Né tránh thoái thác hơn 20 ngày, đêm đó trong cung không có việc gì, hổ lâm quân ai nấy đều hiểu thảo, biết mấy ngày nay lão đại rất buồn chán, liền đến ngự thiện phòng trộm ra rượu thịt ngon, lấy ra rất nhiều ngân lượng, muốn tần trọng hải vui vẻ. Tần Trọng Hải thấy tâm ý mọi người như vậy, làm sao có thể từ chối? Ngay lập tức, là người đầu tiên cầm đầu trong việc quậy phá, dẫn đầu một nhóm thủ hạ khoe ngực lộ bụng, đánh bạc uống rượu. Coi lầu góc như tiên cảnh, hổ lâm quân như thiên đường, thiên vương cũng không đổi được. Mọi người ngồi vây quanh ba năm bàn, người uống rượu, ta ăn thịt, ai nấy thần sắc khẩn trương, con xúc sắc quay cuồng, ngân lượng chuyển rời, giống như thương hải tang điền thậu thoát khổ, lệ nhãn do thấp tiền phục hoàn, đánh cược lên xuống không ngớt làm người ta phải hô to thống khoái thua cởi quần mắt ướt tiên hồi chuyện thường tỉnh ở phương cờ bạc đang lúc hò hét thì có tiếng gõ cửa lúc này đêm khuya tĩnh lặng còn có mấy thủ hạ đang tuần tra trong cung đại khái là trở về nghỉ tạm một tên thủ hạ ha ha cười nói bà nội nó hơn nửa đêm tám phần là huynh đệ trở về y phân nói rồi bước tới mở cửa cửa vừa mở ra người nọ đã lãnh một cái tát mạnh vào mặt lăn về phía sau mọi người kinh hãi đều rút đao ra xoay người đứng lên thoáng chốc một người thái dám bước vào ngạo nghễ nhìn mọi người lại là tiết nô nhi tới nửa đêm tiết nô nhi lấy vị thế tôn sư đông xưởng phó tổng quản là hạng tồn quỷ lại hạ mình tới đây thăm tần trọng hải vạn lần không thể đoán trước được điều này nhất thời không kịp tránh đi trong lòng chỉ là kêu khổ thấu trời Tiết Nô Nhi thấy hắn miệng nhếch mắt nheo, đoán chừng hắn đang chửi mình, lập tức mười phần bục mình, mắng, ngươi làm gì mà có vẻ mặt kỳ lạ như vậy? Trong lòng mắng ta sao? Tần Trọng Hải trong lòng khó chịu, nhưng khẩu khí lại như không có gì, hắn ha ha hai tiếng, nói, không có gì, ta thấy phó tổng quản rất tốt, có thể xuống giường đi lại, thấy mừng cho ngươi, khó tránh khỏi biểu hiện nhiều một chút, người đừng trách móc mấy ngày trước tiết nô nhi gặp nạn bị hoàng thượng ban thường trăm trượng xem hắn lúc này võ công khôi phục bình thường thương thể chắc đã khỏi hẳn tiết nô nhi nhớ tới ngày đó bị tần trọng hải chọc ghẹo oán hận nói tên khốn kiếp lần trước người nhìn trộm cái rắm của ta cái rắm đó cẩn thận một chút tần trọng hải nghe hắn ấp úng lập tức cười nói cái gì cái kia cái này còn không phải là cái mông sao mông bên trái của công công có nốt ruồi đen bên phải có lông đen, bộ dáng rất uy nghiêm, cùng gương mặt không sai biệt lắm. Tần mỗ thật sự có phúc. Hắn cười cười, lại hỏi, công công đêm khuya đến lầu góc phía tây này, chính là đặc biệt tới nói, si hơi kinh, sao? Tần Trọng Hải nói chuyện hoang đường không nề mặt, rất nhiều thủ hạ Hồ Lâm Quân nghe được tất nhiên là che miệng cười trộm, tiết nô nhi giận dữ muốn điên. Hắn cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, thở hổn hển một lúc lâu, lúc này mới giống lên một tiếng, giọng the thé nói, đồ khốn kiếp. Nếu không phải Lưu Tổng Quản có việc tìm ngươi, ngươi cho rằng ta nhàm chán, tự nguyện tới ổ chó này của ngươi sao? Ngươi còn ba hoa với ta nữa, đừng trách ta thường cho người hai bạt tai. Tần Trọng Hải nghe hắn nhắc tới Lưu Kính, trong lòng dùng mình, hắn khu hai tiếng, thoái thác nói, thì ra là Lưu Tổng Quản triệu kiến, lão nhân ra hắn ngày thường bề bộn công vụ phải không? khi nào tiện gặp ta tiết nô nhi lãnh đạm nói cái gì tiện với không tiện người hiện tại muốn gặp ngươi ngay người ngoan ngoãn đi theo ta đùng ra vẻ tần trọng hải lắp bắp kinh hãi không ngờ đêm khuya lưu kính lại triệu kiến hắn cũng không cho mình một chút cơ hội thoái thác lần này thận trọng triệu kiến như vậy nhất định có đại sự tiết nô nhi thấy hắn chậm chạp không rời bước liền cười lạnh nói thế nào Rốt cuộc có dám đi hay không? Tần Trọng Hải trong lòng đánh giá, nếu phiền toái tới cửa, đẩy cũng đẩy không xong, cũng khỏi cần úp úp mở mở, cứ đến là biết. Lập tức xoay người đứng lên, nói, một khi đã như vậy, làm phiền tiết phó tổng quản dẫn đường. Mọi người trong Hồ Lâm Quân nghe lời này, đều lo lắng cho Tần Trọng Hải. Tiết Nô Nhi ngày thường thủ đoạn hung ác, tính cách tàn bạo, nếu là cố ý tới hại Tần Trọng Hải chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Tần Trọng Hải thấy thuộc hạ lo lắng như vậy, âm thầm xua tay với họ, ý bảo mọi người yên tâm. Lần trước Lưu Kính tự nói tiến cử hắn thăng chức, cũng sẽ không vô cớ gây bất lợi với hắn, chỉ là Lưu Kính lại muốn hắn đi đến nhà ma thành Tây, lại nhận có biết sư phụ hắn, nhất định là đã có chuẩn bị mà đến, nghĩ đến trong chốc lát có đại sự không thể tưởng tượng được, không khỏi có chút kiên kỵ sợ hãi. Đi! lúc này hai người một trước một sau, Tần Trọng Hải đi theo tiết nô nhĩ rời. Nửa đêm, hai người ở trong cung bước đi, hai vị một là nhân vật quan trọng của Đông Sưởng, một là thống lĩnh cấm quân, tự nhiên không có người nào dám lại đây nhiều lời. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi bước nhanh chân, lại là hướng ra ngoài cung mà đi, Tần Trọng Hải hơi giật mình kêu lên, Lưu Tổng Quản không ở trong cung sao. Tiết Nô Nhi không để ý tới, lạnh lùng nói, Người chỉ việc lo đi theo phía sau, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mắt thấy hắn hành tung thần bí, Tần Trọng Hải càng sinh ra nghi ngờ. Tuy biết người đông sưởng sẽ không xuống tay hại mình, nhưng lưu kính an bài kỳ quái thế này, không khỏi khiến hắn phải hết sức đề phòng cảnh giác. Đi được tới thừa thiên môn, đang muốn xuất cung, thị vệ canh của nhìn thấy phó tổng quản đi tới, vội vàng nhường đường, ngay cả hỏi một câu cũng không dám, Tần Trọng Hải nhìn thấy, âm thầm lắc đầu, lúc ấy chính sự triều đình không tốt, thái giám tùy ý qua lại của cung, mọi người tập mãi thành thói quen, từ lâu đã không còn ngạc nhiên. Chỉ là diễn ra lâu ngày, cương thường pháp kỳ, bị xáo trộn, kết bè kết cánh, càng bởi vậy mà sinh ra. Quy củ, luật lệ thường ngày trong cung cấm. Tiết Nô Nhi đi ra ngoài, tiếp đến là Tần Trọng Hải, hắn tuy cùng thủ vệ quen biết, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy lệnh bài ra đưa cho kiểm tra thị vệ nhìn lệnh bài thấp giọng hỏi tướng quân cũng đi ra ngoài sao tần trọng hải khu một tiếng nói ta có chút việc gấp về nhà một chuyến đi một chút sẽ về làm phiền huynh đệ mở cửa hắn ngày thường tuy rằng hoang đường nhưng khi gặp chính sự lại vẫn một tức vuông nghiêm cẩn có nề nếp không qua loa chút nào nếu không phải như thế làm sao có thể chỉ huy những tinh binh trên xa trường. Thủ vệ kia biết tiết nô nhi cùng Tần Trọng Hải luôn luôn bất hòa, nào biết hai người lại cùng ra của cung, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi thêm, vội vàng mở cửa cung, mặc hai người rời đi. Tiết Nô Nhi thấy Tần Trọng Hải chậm rãi đi ra, cười lạnh nói, chỉ là xuất cung mà thôi, còn phải giao ra lệnh bài kiểm tra, xem ra liễu môn các người có ít tiếng nói thật, thật là buồn cười. Tần Trọng Hải lạnh lùng phun chữ, tiết phó tổng quản danh tiếng cao như vậy, vì sao không tới phủ Hoàng Giang Thái sự đi? Mỗi ngày quát mắng thuộc hạ, chỉ ở địa bàn nhà mình rêu rao, loại thanh danh này, Tần Trọng Hải cũng không dám muốn. Tiết Nô Nhi tức giận đến tái mặt, nhưng không thể đáp lại, chỉ hét to, đừng nói nhảm nữa. Đi theo tan, chỉ thấy hắn vận khởi khinh công, tả một vòng, hữu một quải, liên hướng ngoại ô mà đi. Tần Trọng Hải thấy hắn thân pháp mau lẹ, liền cũng để khí đuổi theo, theo sát ở phía sau. Tiết Nô Nhi vừa rồi để hắn chê cười, trong lòng đã tức giận lắm rồi, chỉ muốn lấy lại chút thể diện, cười nhạo nói, hay cho Tần Trọng Hải hai ta chưa từng đánh nhau, vừa vặn so chân thực lực, nhìn xem ai mới là đại nội đệ nhất. Hắn dướn chân một cái, liền như mũi tên bay vọt về phía trước. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, cũng là phát lực mau chóng đuổi theo. Tần Trọng Hải kém tiết nô nhi 20 tuổi, thể lực sức khỏe dồi dào, trong mấy dặm đầu tiên hoàn toàn không mất phong độ, chỉ là đường dài, không thể không có nội công hỗ trợ. Tần Trọng Hải tuy có cửu châu kiếm vương danh sự chỉ điểm võ nghệ, nhưng nội lực tu vi vẫn không kịp sự thâm hậu của tiết nô nhi, quả nhiên hơn 10 dặm sau, so sánh đã thấy kém cỏi. Tiết Nô Nhi thấy Tần Trọng Hải tụt về phía sau, trong lòng rất hà giả, hắn cố ý trêu chọc, nhảy trái liệm phải, lên xuống như bay, làm cho Tần Trọng Hải đuổi theo đỏ mặt tía tai. Tần Trọng Hải thở hồng hộc, tự biết không địch lại, thoáng chốc dừng bước lại, quát mắng, mẹ kiếp bà nội ngươi. Họ tiết kia, ngươi còn dám sỉ nhục lão tử, tự mình đi gặp lưu tổng quản đi. Tiết nô nhi tính tình hung bạo, nghe hắn từ chối đi cùng mình, lập tức lấy ra thiên ngoại kim luân, giọng the thé nói, hỗn đản. Người khinh công không kịp ta, nên ngoan ngoãn nhận thua, dập đầu xin công công giúp đỡ, bây giờ lại dở thói lưu manh. Người không muốn đi cùng ta, đừng trách công công ra mặt dạy dỗ người. Quyền 10 chương 2 trợ hán tắc tử vong, hồi 2. Tần Trọng Hải chửi hai tiếng, xoay người bỏ đi, một câu cũng không thèm đáp lại. Tiết Nô Nhi thấy hắn không để ý đến mình một chút nào, động tác không khỏi hoảng loạn vội nói, "Này, họ Tần, ngươi đừng nóng giận, mau trở lại đi." Tần Trọng Hải hừ một tiếng, dừng lại động tác, nhổ đờm xuống đất, hung tợn quát, "Đã muộn rồi. Ngươi giờ mang tới đây kiệu tám người khiêng, lão tử cũng mặc kệ ngươi. Ngươi tự mình đi tìm chết đi." Tiết Nô Nhi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết nên như thế nào cho phải, muốn hắn cúi đầu cầu xin Tần Trọng Hải không bằng nhảy vực tự tử cho nhanh nhưng nếu trơ mắt nhìn tần trọng hải rời đi lại không hoàn thành công việc được hắn liên tục trà sát tay không nghĩ ra chủ ý gì tần trọng hải vô cùng đắc ý lắc lư trái phải cứ thế mà rời đi đang đi bỗng nhìn thấy một ông lão đang ngồi ở ven đường người này đầu đội nón tre nhưng hai chân lại chặn ngang đường muốn đi thẳng thì phải đạp qua chân ông lão kia tần trọng hải không muốn gây chuyện lập tức nghiêng người tránh ra. Không ngờ ông lão đột nhiên giơ chân lên, mũi chân lại hướng tới đầu gối của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải thấy ông lão này xông tới trước, đã vậy còn tính chuẩn con đường né tránh của hắn. Hắn hơi khựng lại, giơ chân phải đá vào mũi chân của ông lão kia. Ông lão không tránh không né, chờ hắn đá thật. Một bên chân đã hướng vào phía gót chân của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nếu muốn ra chân, tất nhiên sẽ bị thương. Tần Trọng Hải thấy võ công của người này không thô bạo mà chiêu thức tinh xảo vững vàng, hừ một tiếng, nhảy ra xa hai bước, tay cầm chuôi đao, cười lạnh nói, tục ngữ nói, chó ngoan không cản đường, lão huynh hành tung hung ác như vậy, người từ của hàng thịt thơm nào trốn ra. Lão già này có ngu gấp 10 lần, cũng biết Tần Trọng Hải mắng mình là chó, sau khi nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười nói, Tần Tướng Quân nói chuyện thật sự khó nghe. Ta thấy ngươi vội vã rời đi, mới nhất thời nóng vội, giữ ngươi ở lại, cũng không có ác ý gì. Nói rồi cười mũ ra, tần trọng hải đào mắt nhìn, người này tầm 70 tuổi, mặt không có dâu, đúng là đông xưởng tổng quản Lưu kinh. Lúc này tiết nô nhi cũng đã tới, hắn nghiêng người, nhỏ giọng nói với Lưu kính, tổng quản, tiểu tử họ tần này quá xấu tính, miệng lại tùy tiện vô cùng, không giáo huấn một chút không được để ta đánh hắn một trận đi. Tần Trọng Hải ngoái lỗ tai, lạnh lùng nói, đừng có nói chuyện nhỏ như vậy, tiết công công nếu muốn động thủ, tần mỗ lập tức phụng bồi. Hắn bị hai cao thủ của đông sường bao vây, không những không nhượng bộ, ngược lại chủ động khiêu chiến, nghĩ lại quả thật bản lĩnh, không thể chịu thiệt, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, thật muốn động thủ. Tiết Nô Nhi nghe khẩu khí không hay của hắn, nhất thời giận dữ, hắn ta tính cách cường hãn, song chiến với nhị tam cao thủ côn luân tại ngõ nhỏ vương phủ đập vỡ cả ghế. Khách điểm Tây Vực Đích Thân trải qua đợt liên thủ giáp công của giang hệ tam đại chủ tướng, đều thong dong ứng phó, không hề rơi xuống thế hạ phong. Võ công của hắn ta cao cường như vậy, hiển nhiên lúc này đối với lời tần trọng hải cùng ngôn khiêu chiến, hắn làm sao có thể sợ. Lập tức hét lên một tiếng, muốn lấy ra kim luân giết người. Lưu Kính thấy vậy, vội ngăn lại giữa hai người, cười nói, "Làm gì vậy, đều là người trong nhà, có gì phải tranh cãi?" Nói rồi tay trái vừa nhẹ đẩy Tiết Nô Nhi ra, tay phải liền đặt lên vai Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải thấy hắn có thái độ thân thiết, xấu hổ nói, "Lưu công công, đừng làm như vậy." "Ta nghe theo chỉ thị của lão nhân gia ngài, cũng từng đi tới nhà ma kia, ngài rốt cuộc có gì phân phó, không ngại mau nói đi." Lưu Kính khẽ mỉm cười, nói, đã đến nhà ma, vậy đã gặp quỷ chưa? Tần Trọng Hải hừ một tiếng, ngoài miệng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại nói, lão tủ thấy quỷ, thấy một con chim quý thối tha. Lưu Kính thấy hắn mặt đầy khó chịu, liền vỗ vai hắn, cười nói, được rồi, mặc kệ ngươi có đụng phải quỷ hay không, ta sẽ dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt, chân chính nhìn thấy cô hồn dã quỷ chết oan thực sự. Tần Trọng Hải khịt mũi, đang muốn mở miệng dò hỏi, Lưu Kính đã lôi kéo hắn, đi về phía một con đường mòn ở phía tây. Tần Trọng Hải muốn nhìn rõ sự việc, nên để tùy ý để hắn đưa theo, không hỏi thêm câu nào nữa. Tiết Nô Nhi kia lại thần thái cảnh giác, dọc theo đường đi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nhảy lên ngọn cây, nhìn về phía xa, như thể sợ phía sau có người theo dõi. Ba người đi tới một nơi, đã là sáng sớm, Tần Trọng Hải nhìn ánh dạng đông, trước mặt có một hồ nước, mặt hồ trong như gương, trong ánh bình minh cuối thu, mặt hồ được bao phủ bởi sương mù, bên bờ có mấy gian từ đường chùa miếu, tường đất gạch đỏ, xem ra rất có ý thơ. Một vài người bên hồ đang câu cá, có vẻ là ngư dân, khi thấy Lưu Kính đến gần, lập tức buông cần câu, đến đón chào, dẫn đám người Lưu Kính đến ngôi nhà bên hồ. Tần Trọng Hải đi theo phía sau, Thấy vài tên ngư dân công phu vững chắc, võ công lại không yếu, trong lòng thầm cảnh giác. Ba người đi vào chỗ sâu bên trong, nhìn thấy một cái phật đường nhỏ, ngoài cửa có hai người ngồi dưới đất, hai người này đầu chọc, một người đan rổ tre, một người cầm rổ cá rửa sạch. Tần Trọng Hải thấy hai người củi đầu im lặng, mặt không chút biểu cảm, nhưng huyệt thái dương hách cao, trong mắt thần quang trầm tĩnh, xem ra võ công tuyệt không tầm thường. Tần Trọng Hải kinh hãi, thầm nghĩ, hay cho Lưu Bá chiêu mộ những cao thủ này khi nào? Lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Trong lúc nghi hoặc, Lưu Kính đã đi vào Phật đường, sau đó vươn tay triệu Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải vượt chân bước vào, lại thấy tiết nô nhi canh giữ bên ngoài, cũng không tiến vào. Tần Trọng Hải do dự một chút, sợ bên trong có cơ quan gì, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe Lưu Kính cười nói, người khác ngươi đừng để ý vào đi thôi. Tần Trọng Hải cười gượng hai tiếng, chỉ biết chắp tay yên lặng. Bước qua của, thấy trong Phật đường có một chiếc bàn trà và hai chiếc ghế đầu bằng tre. Phía sau chính điện treo một bức tượng Phật Di Lặc mỉm cười, trông khá đơn sơ, như thể đây thực sự là nơi trú ngụ của những người tu đạo nghèo khổ. Lưu Kính mời Tần Trọng Hải ngồi xuống, tự mình rót trà, Tần Trọng Hải thấy Lưu Kính im lặng suốt đường đi, thật sự quá mức thần bí, uy phong muốn bức chết hắn. Lập tức, vươn tay cầm chén trà lên, hít một hơi thật sâu, xúc miệng, phì một tiếng phun nhổ cả chén trà xuống đất, làm cho Phật đường dơ bẩn vô cùng. Tần Trọng Hải nheo lại mắt, lười biếng nói, lưu tổng quản nửa đêm bắt lão Tần đến hành lễ ở Phật đường, chính là muốn khuyên ta xuất ra sao. Nói rồi lại khạc một ngụm đờm, hung hăng phun ra lưu kính thấy cử chỉ của hắn thô lỗ lại vẫn cười nói tần tướng quân nói đùa ngươi là hổ tướng đương thời ăn nhiều thịt uống rượu nhiều làm những chuyện đại sự tốt đẹp ai dám muốn người trường bạn thanh đăng trường bạn thanh đăng làm bạn với đèn dầu tần trọng hải dơ cao chân ha ha cười nói không dám không dám lưu tổng quản ta là người thẳng tính không thích vòng vò mấy ngày trước tổng quản che giấu chuyện văn uyên các cho ta, tiểu tử vô cùng cảm kích, hôm nay lão nếu có gì phân phó, hãy đi thẳng vào vấn đề, đừng úp úp mở mở nữa, thật sự rất khó chịu. lưu kính khẽ mỉm cười, lặng lẽ rót trà cho hắn, không nói lời nào. Tần Trọng Hải thấy hắn tâm tình kỳ quái, lập tức giật lấy chén trà, ném ra khỏi Phật đường, mỉa mai nói, đừng rót trà cho chim, tối hôm qua đang uống rượu vui vẻ, hứng thú lại bị các ngươi dập mất, ra ra còn chưa uống đủ, có rượu thì lấy ra đi. Chén trà bay ra ngoài cửa, lập tức nghe thấy Tiết Nô Nhi mắng chửi, Tần Trọng Hải cười to nói, bà nội nó, chúng vào đầu lão tặc này sao? Lưu Kính nghe hắn nói những lời tục tĩu, không khỏi liếc hẳn một cái, lắc đầu nói, Tần Tướng Quân, người lỗ mãng vô học như vậy, chính là khi bé không có mẫu thân dạy dỗ, mới thành ra như vậy. Những lời này người bình thường nghe, Lưu Kính châm chọc Tần Trọng Hải cử chỉ thô tục, không hề có gia giáo, Tần Trọng Hải tự nhiên cũng nên trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng Tần Trọng Hải từ khi bị người khác quấy rầy trong nhà ma đến nay tâm tình vẫn luôn không yên, lúc này nghe Lưu Kính nhắc tới mẫu thân, thân thể không khỏi chấn động, nhưng giờ phút này hắn cùng quyền thần đối đầu, vạn lần không thể yếu thế, thần sắc kinh ngạc chợt lóe rồi lại qua nhanh, cười nói, không dối gạt tổng quản, Tần mẫu xuất thân cô nhi, luôn không cha không mẹ, từ trong tảng đá chui ra, thiếu các bà các chi tới quản giáo, vừa hay thô lỗ thống khoái, tự tại tiêu giao. lưu kính nghe xong lời này, lại là một tiếng than nhẹ, nói, người nhà quê thường nói con có mẹ như bảo bối, con không có mẹ như cỏ cây, đáng thương ngươi từ nhỏ không có tình thương ấm áp của mẹ, phong vũ phiêu diêu, đứa trẻ đơn độc sống qua ngày hai. Nhiều năm như vậy, cũng thật khổ cho ngươi. Tần Trọng Hải khôn khéo lão luyện, trong lòng người khác mong đợi điều gì, chỉ cần tiếp xúc một chút, có thể đoán được tám chín phần. Nhưng từ khi gặp Lưu Kính, hắn luôn ở thế bất lợi, chưa từng đoán được nửa điểm tâm tư của lão thái giám này. Hắn vô cớ nghe được những lời này của Lưu Kính, không thể hiểu được, lập tức quát, người rốt cuộc muốn nói gì. Lưu Kính nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, tần tướng quân đừng nóng giận, hàn huyên vài câu mà thôi. Tần Trọng Hải trong lòng có khúc mắc, liên tục bị hắn khuấy động, có chút không vui, lạnh lùng nói, người lại nói đông nói tây, đừng trách ta quay đầu rời đi. Lưu Kính khẽ mỉm cười, nói, Tần Tướng Quân không thích đàm đạo ra sự, vậy hãy nói chuyện quốc sự đi. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Trọng Hải, cười nói, Tần Tướng Quân, mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi có trung thành với Hoàng thượng không? Nghe được lời của hắn, Tần Trọng Hải lại như từ trên trời rơi xuống, không khỏi nhíu mày, không biết lão thái giám tại sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn dò hỏi mình. Hắn vội vàng định thần, cười lạnh nói, Tần Mỗ Tuân theo pháp luật, tự hỏi không nửa phần có lỗi với triều đình, công công cần gì phải thử. Lưu Kính mặt mỉm cười, nhìn bức họa Phật Di Lặc, gật đầu nói, người và Liễu Ngang thiên tình như cha con, hắn trung thành với quốc gia, Tần trọng hải ngươi tự cũng đi theo nguyện trung thành, điều này ta đương nhiên biết. Chỉ là ta hôm nay hỏi ngươi một câu, nếu Hoàng thượng ban ngươi được chết, ngươi sẽ làm gì? Lưu Kính hỏi như vậy, nếu là Lưu Vân ngồi ở chỗ này, chắc chắn toàn thân rung mạnh. Cái gọi là, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lưu Vân thân là nho sinh, đương nhiên là chịu ảnh hưởng sâu sắc. Nếu Hoàng để hạ lệnh ban chết, cho dù mang đủ loại oán hận, Hắn vẫn sẽ ngẩng cổ chờ chém. Ngay cả Ngũ Định Viễn nghe xong lời này, ngực cũng sẽ đau nhức, nghĩ khẳng khái chịu chết chí khí hào hùng. Nào biết Tần Trọng Hải thật là trời sinh thổ phỉ, nghe xong lời này, lại chỉ suy một tiếng, nhổ đờm xuống đất, cười lạnh hai tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút, cũng không đáp lời. Lưu Kính nhìn hắn một cái, nói, xem ra cái gọi là trung quân, Tần tướng quân vẫn còn điểm kém như vậy. Tần Trọng Hải hừ hai cái, hắn cũng không phải là trung thần hiếu tử mẫu mực. Hoàng đế nếu muốn ban chết, vô luận là vì nguyên nhân gì, lão Tần hắn đều sẽ bôi bơ vào chân trái, bôi mỡ vào chân phải, ngay lập tức chuồn mắt. Nhưng đây là câu hỏi của Lưu Kính, hắn cũng không thể nói rõ ràng, lập tức chỉ cười khan nói, công công thì sao, hoàng thượng nếu muốn ông chết, ông sẽ chết sao? Lưu Kính ngẩng đầu lên trời, nghiêm nghị nói, kẻ sĩ chết vì chi kỳ, ta tuy là người khuyết tật, nhưng chút khí tiết này cũng còn có." Tần Trọng Hải cười khúc khích, giả vờ ồ lên nói, "Thật đáng kinh ngạc, hay cho một kẻ sĩ chết vì chi kỳ, lại không biết ngày ấy phó tổng quản thiếu chút nữa đã cắt lão hoàng đế thành hai nửa, thế bà nội nó chi kỳ là thế nào?" Nói rồi cười ha ha lên. Vài tháng trước, hoàng đế đang đi săn thì bất ngờ bị một đôi hổ tấn công, lúc đó tiết nô nhi dùng kim luân cứu giá nhưng suýt chút nữa làm hoàng đế bị thương tần trọng hải luôn nghi ngờ việc này có gì đó khuất tất nên lúc này mới lôi ra để xem lưu kính làm như thế nào ứng phó sau khi nghe câu hỏi thần thái lưu kính trông như bình thường hắn liếc mắt nhìn tần trọng hải bình tĩnh nói việc này chỉ là ngoài ý muốn tướng quân chớ có châm chọc tần trọng hải tại chỗ khịt mũi coi thường cười lạnh nói lưu lão cha ngươi có thể giấu những tên ngu xuẩn ở cầm y vệ nhưng không thể qua mắt lão tần với võ công của tiết phó tổng quản một con bọ lớn còn có thể giết sao có thể thất thủ nói trắng ra các ngươi hắc hắc các người con mẹ nó có phải hay không muốn muốn ưm a hát tần trọng hải muốn nói ra bốn chữ mưu hại hoàng thượng rồi lại không dám mở miệng chỉ nói ùm um, a hát Hai tiếng, dù sao liên lụy của việc này quá lớn, sao có thể tùy tiện nói, cho nên lúc này cũng không nói rõ ràng. Đối mặt với chất vấn nghiêm túc, sắc mặt của Lưu Kính cũng không nặng không nhẹ, cười nhạt nói: "Tần tướng quân, khó được có duyên tâm sự, chuyện phiền phức đó đừng nói nữa. Người bình tĩnh hạ tâm, ta cùng ngươi nói chuyện xưa trước, được không?" Tần Trọng Hải thấy sắc mặt hắn không vui cũng không giận, chỉ là nhẹ nhàng thông minh chuyển đề tài trong lòng âm thầm kính nể, lão thái giám này hành sự trầm ổn, bình thường không lộ bản chất. Giang sông kia tuy rằng lợi hại, nhưng so với lão tặc này, sự lão luyện cũng phải kém một đoạn. Lưu kính thấy hắn ánh mắt sắc bén, liền mỉm cười nói, thế nào? Tướng quân có nghe chuyện này không đây? Tần trọng hải nhướng mày, lạnh lùng nói, công công trăm công ngàn việc, hôm nay lại có hứng thú như thế. Ngài muốn nói chuyện xưa, tại hạ tự nhiên chăm chú lắng nghe. Lưu Kính khẽ mỉm cười nói, người nguyện ý nghe thì tốt. Bất quá câu chuyện này cũng không có gì ghê gớm, nói không chừng ngươi cũng đã nghe qua. 32 năm trước, triều đình có một lần ngự giá thân trinh, việc này ngươi biết không? Tần Trọng Hải nghe hắn nhắc tới việc này, nhịn không được trong lòng dùng mình, gật đầu nói, việc này ta nghe Liễu Hầu Gia nói qua, nghe nói tiên hoàng võ anh đế binh bại Tây Cương, đại thần tạo phản, rốt cuộc chết ở dị bang. Lưu Kính cười cười, nói, hầu ra nhà ngươi nói cũng hay, bất quá cũng chỉ là cách nói của Giang Sung mà thôi. Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói, nghe Tổng Quản nói như vậy, chẳng lẽ còn có truyền gia tỷ cung giã sử khác sao? Lưu Kính nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, năm đó ngự giá thân trinh thảm họa, Tác động thiên hạ khí vận, trong gần 30 năm, hậu quả không chỉ tạo ra một nộ thương sơn, mà còn làm tổn thương vô số tính mạng thân gia của các anh hùng hảo hán. Lại nói tiếp, không chỉ Tần Bá Tiên, mà cả Giang Sung, Hầu Gia Nhà Ngươi, Lưu Mỗ Ta đều bị ảnh hưởng lớn. Thậm chí một ít nhân vật võ lâm như là Thiếu Lâm Thiên Tuyệt Tăng, Hoa Sơn Ninh Bất Phàm, Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính cũng chịu mệt mỏi này nghe nói có nhiều người như vậy liên lụy đại họa ngự giá thân trinh tần trọng hải trong lòng cả kinh trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ nhìn chăm chú lưu kính biết trong chốc lát lời nói của hắn nhất định cùng chuyện tiết nô nhi ám sát hoàng đế và việc quỳnh quý phi vụng trộm có liên hệ đến nhau lập tức ngồi nghiêm chỉnh không dám lại có ý coi khinh lưu kính liếc hắn một cái hai người ánh mắt chạm nhau lưu kính đột nhiên thở dài một hơi nói Việc này liên lụy to lớn, tử thương vô cùng thảm, vượt quá khả năng người thường có thể thấy. Tần tưởng quân, năm đó ngươi còn là một đứa trẻ, cuộc đời sau này cũng vì vậy mà thay đổi, ngươi hiểu được không? Đột nhiên nghe được lời này, tần trọng hải nhịn không được khịt một tiếng, mấy ngày trước ông lão kia đã nhầm hắn với nhị thiếu gia nhà họ tần, điều này khiến hắn rất không vui. Lúc này Lưu Kính lại ám chỉ nói hắn cùng Tần Gia có quan hệ, làm cho hắn vừa phiền vừa bực. Tần Trọng Hải vươn tay vỗ bàn, tức giận nói, Lưu Tổng Quản. Người ba lần bốn lượt ám chỉ thân thế của Tần Mỗ, rốt cuộc muốn nói gì? Lão tử bất quá họ Tần, lại con mẹ nó phạm vào thiên điều sao? Lưu Kính nghe hắn gầm lên, lại chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, khi nào có thời gian rảnh hãy đến gặp sư phụ ngươi, Phương Đại Hiệp sẽ giải thích rõ ràng. Tần Trọng Hải nghe hắn nhắc đến Phương Tử Kính thì càng thêm tức giận, đặt tay lên chuôi đao, quát mắt đứng lên, quát Lưu kính, ta nói rõ cho người biết, người đừng cho rằng sư phụ ta xuất thân phản nghịch, liền có thể dùng thế lực bắt ép tần mỗi người tính toán kỹ lưỡng nhưng sai rồi. Lưu kính liếc hắn một cái, nhấp một ngụm trà nói, người quá đa nghi rồi. Lưu kính ta nếu muốn áp chế ngươi, có nhiều biện pháp, cần thiết phải dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy sao? Nói xong lành lạnh cười trong ánh mắt tất cả đều là gian dảo. Tần Trọng Hải toát mồ hôi lạnh, lập tức nhớ tới Lưu Kính có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, người này muốn đối phó mình, quả thực có vô số thủ đoạn, thật sự không cần làm ầm ĩ lai lịch sư phụ. Hắn buông đao, ngồi xuống, hừ một tiếng, lời nói của ta thô tục, nếu cố ý chỉnh ta, đó là tìm lầm người. Tần mỗ bị dồn ép nóng nảy lên, giết người phóng hỏa, cái gì cũng dám, kẻ nào tìm đến gây chuyện, đó là tìm đường chết. Liêu kính nghe hắn hung hăng nói, biết trong lòng hắn đang âm thầm sợ hãi, ngược lại cười cười, nói, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ muốn ngươi nghe một chuyện, không có dụng ý gì. Tần trọng hải hù một tiếng, hắn kìm nén nóng nảy, phất tay nói, công công có chuyện mời nói, có dám mau thả. Lát nữa ta còn phải hồi cung. 11. Liêu kính uống ngụm trà, nói, tháng chạp năm võ anh thứ 15, ngự giá thân trinh thảm bại, tiền tuyến bổ câu đưa thư, chuyển tin quân tình, về kinh. Trong thư chỉ ra rõ ràng, nói võ đức hầu mưu hại tiên hoàng, tự tay giết chết hoàng đế. Việc này truyền ra, phong vân biến sắc, quần thần ồ lên, kinh thành lập tức giới nghiêm. Tần Trọng Hải biết rõ việc này, liền gật gật đầu. Tình hình trong quân đội Lưu Kính lại nói, nghe nói hoàng đế bị hại, cả triều văn võ đều bị hoảng sợ, tần bá tiên luôn luôn trung thành với hoàng thượng, như thế nào vô cớ phản loạn. Tuy nói quân tình như thế, nhưng không ai tin chuyện này. Các quỹ đại nhân lập tức triệu tập sáu bộ, liền muốn phải người kiểm chứng, nói không chừng hoàng đế vẫn cứ êm đẹp ở Tây Cương, chỉ sợ người có dã tâm từ giữa châm ngòi sinh sự. Tần Trọng Hải cười lạnh nói, vị có tâm này chắc họ giang rồi. Lưu Kính cười ha ha, sảng khoái, nói, tần tướng quân đúng là người chân thật nói lời thẳng thắn, thật là một lời trúng đích. Hắn cố ý xoa dịu tình hình, để tần trọng hải thả lỏng một chút, sau đó lấy một chén mới rót cho hắn một chén trà nóng, rồi rót thêm nước vào chén của mình mới nói. Lúc ấy triều đình rất nhanh dùng dao sắc chặt đây rồi, một mặt phái người đi ngọc môn quan, muốn tra rõ sự tình, mặt khác lão thần từ trung tiến, quốc trượng quỳnh võ xuyên lĩnh hàm, cùng thỉnh Thái Hậu buông rèm chấp chính, để vượt qua binh hoang mã loạn đại nguy nan này. Quyền 10 chương 2 trợ hán tắc xử vong, hồi 3 Tần Trọng Hải nâng chén trà lên uống, khi nghe thấy đại lý tự khanh từ trung tiến, quốc trượng Quỳnh Võ xuyên đích thân xử lý, hắn nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà trong, hạ dần hòa khí, gật đầu nói, vài vị lão thần quả nhiên khôn khéo, việc này nên xử lý như thế. Lưu Kính nói, nhưng sự tình không thuận lợi chút nào, nhân mã triều đình chưa rời khỏi kinh, đã xảy ra một sự hỗn loạn lớn. Tần Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, nước trà phun ra khỏi miệng, hắn giơ tay áo lên lau, cả kinh nói, nhiễu loạn cái gì? Lưu Kinh nhấc trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, dã tiên khả hãn binh xâm thành, bắt đầu tấn công vào kinh. Tần Trọng Hải sững sờ mở miệng, lúc đó Liễu Ngang Thiên có nhắc tới việc võ đức hầu mưu sát hoàng đế, lại không nói đến việc tấn công kinh thành. Lúc này nghe Lưu Kính nhắc tới việc này, Tần Trọng Hải lại là lần đầu tiên nghe tới. Lưu Kính nó, đại quân giã tiên tiến sát kinh thành, triều đình trên dưới đều bị hoảng sợ, quốc gia đã vào chiều khó tránh được tình huống bi thảm. Khi đó quân mã khắp nơi vội vàng tới viện trợ, hầu ra của người thống lĩnh 10 vạn đại quân, cùng dã tiên kịch liệt giao chiến ở ngoại ô, Hai bên chém giết máu chảy thành sông, nếu trận chiến này bại, kinh thành sẽ rơi vào tay Man Di, chỉ sợ Thần Châu bá tánh đều phải trở thành nô lệ dị tộc. Nhưng Triều đình ta không thể không có người chỉ huy nhân mã ở đường lộ 17 Cần Vương, vài tên đại thần khăng khăng quốc gia không có chủ, phải chỉ định một người thay thế, bảo vệ xã tắc, vấn đề này đã được gửi đến Cảnh Phúc Cung, Thái hậu liền vội vàng hạ triều, lập Mẫn Vương làm hoàng chữ, tạm thời ngự đệ giám quốc người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua minh vương chính là cảnh thái đế hiện tại ngài gián tiếp lên ngôi trong tình cảnh nhân thế bấp bênh thiên hạ đều ca tụng việc này tần trọng hải cũng nghe qua lưu kính lại nói hoàng chữ tiếp vi tâm tư một lòng báo thù cho huynh trường ngay lập tức hạ lệnh xử tử tần bá tiên diệt tộc già trẻ không tha lúc ấy ta cùng liễu ngang thiên và lão thần quỳnh võ xuyên lên tiếng can gián nói vụ án chưa rõ ràng thỉnh hoàng để thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng hoàng thượng mắt thấy huynh trưởng chết thảm, võ đức hầu này có tội lớn nhất, làm sao có thể nhẫn nhịn chịu nổi nỗi oán hận này. Bèn triệu binh mã bốn phương vào thành, phong tỏa con đường ra vào kinh thành, lập tức xử tử cả nhà họ tần, không dung thoát bất cứ ai. Nghe những lời này, tần trọng hải đột nhiên nghĩ đến lão nhân gia trong nhà ma thành tây kia, thân mình run lên, trong lòng nổi lên vướng mắc tựa hồ không thoải mái. Lưu Kính nói, khi đó đại họa xảy ra, kinh thành trên dưới đều vì tần gia bị diệt tộc mà lo lắng. Thê tử Tần Bá Tiên, Nhan thị, nghe nói đại quân vào thành, sẽ tới nhà khám xét, cầm trong tay kim bài miễn tử của tiên hoàng, chỉ nghĩ rằng bằng kim bài cứu mạng trên tay, có thể giúp gia đình già trẻ được thoát nạn. Tần Trọng Hải thập phần quan tâm, run giọng nói, kế tiếp xảy ra chuyện gì? Lưu Kính nói, một nữ nhân gia can đảm như vậy, cũng coi như hiếm có. Tuy nhiên, hầu hết các quan quân xâm nhập vào tần phủ, đều là hạng người hung ác thô bạo, cũng không thèm nhìn tới kim bài trong tay, một đao chém đứt đầu nàng. Tần Trọng Hải a một tiếng, giọng bi thương nói, người ấy. Người ấy đã chết. Liêu Kinh thấp giọng nói, người không đầu, sao có thể sống? Nhan thị hiền tuệ mỹ mạo, thông minh bác học, mỗi người đều vì vậy ca ngợi tần bá tiên, ai ngờ nữ tử mảnh mai như vậy, lại trở thành quỷ không đầu dưới lưỡi đao. Đáng thương hai đứa con nhỏ của nàng còn chưa trưởng thành, liền trở thành cô nhi. Nói lại hướng tần trọng hải nhìn thoáng qua, ánh mắt kia tràn đầy thương hại đồng tình. Tần trọng hải bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng thoáng chốc đau xót, nước mắt sắp rơi xuống, hắn trời sinh tính tình tiêu sái, từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc mấy lần, giờ khắc này nước mắt giàn rụa, không rõ vì sao lại đau thương. Hắn vội vàng lấy ống tay áo che mặt, sợ Lưu Kính chê cười. Lưu Kính không có ý đùa giỡn, hắn than một tiếng, quay đầu lại, kể tiếp, bên trong thành quân mã giết người đầy rẫy, ngoài thành đại quân lại cho người tàn sát. Lúc ấy cách kinh thành trăm dặm, tình thế nguy cấp, cảnh thái để đích thân dẫn quân nghênh chiến, hai bên giao chiến một hồi, tuy là kết cục khó định đoạt, thế nhưng trước trận lại xuất hiện một người, người này cực kỳ lợi hại, biến ngàn thanh kiếm thành tơ lụa, có thể nói đã động trước kha hãn, khiến hắn không cần đợi phân thắng bại, liền dẫn quân rời đi. Tần Trọng Hải lao nước mắt, thần sắc bình tĩnh lại, hắn biết năm đó hai bên quyết chiến, Giang Sung đã xuất hiện trước trận quyết chiến, lập tức hắn giọng nói, chuyện này có chút khả nghi, theo lời hầu ra, Giang Sung trước đó bị kha hãn bắt ở Thiên Sơn sau đó được áp giải về nước lưu kính cười khúc khích nói đây là đám nho sinh vương ninh lương tri nghĩa điều tra ra tần trọng hải gật đầu nói công công nói không sai việc này đúng là lương tri phủ vương ngự sử điều tra ra chỉ là hai người họ vừa biết được tin tức không lâu sau đã qua đời lưu kính lắc đầu thở dài nói người tốt không sống lâu kẻ ngu dốt lại có luân hồi tốt mà ngu trời sinh ra để làm bia ngắm, than ôi. Thư sinh chỉ biết khi tiết nghĩa lý, lại không có nửa điểm thủ đoạn, chưa cho ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, đã xem như may mắn. Lời ý nói ra, tất nhiên chính là cảm khải cho những công thần cô độc vương ninh, lương chi nghĩa. Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói, người tốt không sống lâu, kẻ ngu dốt kết cục thảm, kẻ xấu lại thông minh kia thì sao? lưu kính cười ha ha tự diễu nói kẻ đó là lão phu và giang sung nhìn giang sung cũng đã hơn nửa cái trăm tuổi ta cũng đã ngoài bảy mươi mấy chục năm nay đều được hưởng sơn hào hải vị cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc tướng quân đây không phải là cố ý hỏi sao tần trọng hải cười to một tiếng nói hiếm có người nhận mình gian ác thật sự là không dễ dàng lưu kính nghe thấy những lời chế diễu lại không tức giận chỉ cười nhẹ, nói, chúng ta đang nói chính sự quan trọng, đừng làm tổn thương lão nhân ta. Hắn cười khổ một trận, lại nói, chỉ là nhóm thư sinh học giả Vương Ninh tuy ngu dốt nhưng chết cũng không vô ích, bọn họ điều tra không tồi, giang sung hồi kinh, khả hãn liền tự hành lui binh, chỗ này tất nhiên có gian trá, nhưng lúc ấy triều đình vừa mới thoát khỏi đại hòa, mọi người may mắn sống sót, làm sao có dư sức điều tra nghe ngóng nội tình. Lúc đó tiên hoàng không rõ tung tích, Minh Vương cùng Thái hậu trong lòng nhớ mong rất nhiều, quần thần tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Một thời gian sau, mắt thấy bóng dáng tiên hoàng thật sự biến mất, Minh Vương ngài đành phải lấy danh giám quốc hoàng chữ chính thức đăng cơ, tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nói: "Các đại thần chỉ qua loa như vậy cho xong, thật là thói đời nóng lạnh." Lưu Kính nói: "Quốc gia không thể một ngày không có vua." Minh Vương nắm quyền nhất thời cũng không dễ dàng. Chỉ là nói đến tiếp vị là một chuyện, hầu gia của người cũng coi như lập được công lớn, niệm tình hắn lúc này góp công lao triều đình ngày sau mới có ba phần cục diện. Tần Trọng Hải trầm tư một lát, nói: "Tần Bá Tiên thì sao? Hắn rồi cuộc khi đó đang làm gì? Tại sao không trở lại triều đình biện bác?" Lưu Kính lắc đầu, nói: "Nghe nói lúc Vây Thành, hắn còn muốn trở lại kinh thành." giải vây cho quốc gia, nhưng sau hắn nghe nói cả nhà chết thảm, liền sát hướng quan nội, khởi binh làm loạn. Chỉ miền Tây Sơn Hải quan, Trung Quốc. Tần Trọng Hải nghe xong nội tình, nhíu mày liền hỏi, Tần Bá Tiên này lai lịch thế nào? Hắn từng nghe Vi Tủ Tráng nói qua người này xuất thân võ đang, nhưng chủ cái này ra, hoàn toàn không biết gì khác, cho nên lúc này mới hỏi, cũng là để nghe ngóng một ít sự tình. Lưu Kính trong mắt hiện lên một tia yêu thương, nói, Tần Bá Tiên, nguyên danh Tần Sách, được phong làm trinh Tây Đại Đô Đốc, tước ban võ Đức Hầu, Bá Tiên là tên gọi của hắn. Năm đó hắn cùng Hầu ra nhà ngươi cùng xưng song hùng, Bắc Ngang Thiên, Tây Bá Tiên, chính là hai đại trụ cột của triều đình võ Anh. tai nghe liễu ngang thiên cùng thiên hạ đệ nhất đại phản đặc song song, tần trọng hải trong lòng cảm thấy ngổn ngang, không biết phải nói gì. Lưu Kính than một tiếng, lại nói, năm đó tần gia bị diệt tộc, xử trảm, thiên hạ không người nào có thể cứu. Tần bá tiên tất nhiên là giận dữ xuất trinh, hén xuất quân phá vỡ năm môn quan, một đường sát hướng quan nội, hai bên chiến đấu kịch liệt mấy trăm trận, triều đình kế tiếp bại phải lui, một đường rút về đến hổ lao quan, quan này là nơi hiểm yếu, tướng lĩnh cũng không dễ chiến đấu, tần bá tiên cho dù là võ dũng, nhất thời cũng không thể vượt qua ải mắt thấy cục diện bế tắc, tần bá tiên lập tức lập nộ thương, chiêu mộ dũng sĩ thiên hạ, từ đó hai bên đã đối đầu rằng co với nhau hơn 10 năm, trung văn đánh tới nói lui, nói qua lại đánh, hoàng đế mỗi lần phái sứ đi hòa, đều bị tần bá tiên đánh trả, trước sau là cục diện bế tắc. Cửa khẩu Tần Trọng Hải ở Văn Uyển các nhìn thấy tên họ người này, hắn hận mình sinh sau đẻ muộn, không thể cùng hắn nhất quyết sống mái, nhưng kết hợp lại với mấy chuyện về sau, đối với người này lại đồng tình cũng có sợ hãi hắn với tay lấy tách trà uống cạn một cái lưu kính rót trà cho hắn lại nói tần bá tiên tạo phản tương đương cam chịu cái danh hắn mưu hại hoàng đế năm đó hắn khởi binh tạo phản thiên hạ đều cho rằng hắn đáng chết ta cũng là một trong số đó chỉ là triều đình danh tướng tuy nhiều lại không ai có thể ra mặt hầu ra nhà người thứ nhất đóng giữ ở bắc cương Thứ hai triều đình biết hai người họ có giao tình cũ, sợ hai người liên thủ gây loạn, cho nên chưa bao giờ dám triệu hồi liễu ngang thiên, mãi đến năm cảnh thái thứ 14. Tần Trọng Hải nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, năm cảnh thái 14. lưu kinh ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Ngay sau đó hiểu ngay, nói, tấu trương thất lạc ở văn uyển các, đều là tấu trương năm này đúng không? Tần Trọng Hải gật đầu xác nhận, đúng là như thế. Lưu Kính nghe vậy, bỗng nhiên cười ha ha, nói, tên gia hỏa nhà ngươi, cũng hối hận rồi sao? Ha ha, ha ha, lúc này trời đã sáng, Lưu Kính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nắng sớm ấm áp, chiếu trên gương mặt già nua của hắn, nhìn những nếp nhăn hẳn sâu càng thấy rõ vẻ tinh tường khôn ngoan. Tần Trọng Hải không hiểu Lưu Kính đang nói cái gì, tất nhiên là không dám tiếp lời, chỉ yên lặng nghe hắn nói chuyện. Lưu Kính nhìn chằm chằm vào làn khói trên hồ sáng sớm, chậm chậm kể, năm cảnh thái thứ 14, đồng bọn nộ thương Sơn dốc toàn lực phản công, chiếm được Bá Châu, thẳng đến Kinh Đô, buộc Hoàng để phải triệu hồi liễu ngang thiên, hạ chỉ thiên hạ binh mã cần vương. Hai bên bị tàn phá bởi chiến tranh, cuối cùng Tần Bá Tiên chết thảm trên thần Quỷ Đình. Hết thảy tất cả những sự việc đều là vào năm cảnh thái thứ 14. Sự việc này có nhiều thay đổi biến hóa kỳ lạ so với đoạn cầu xuất sắc nhất trong tam quốc chỉ có hơn chứ không kém tần trọng hải chợt hiểu ra nguyên lai nộ thương sơn sở dĩ diệt vong tất cả tại năm này hắn trầm ngâm một lát hỏi rốt cuộc ở đây có bí mật gì tại sao lại có người muốn đánh cắp tấu trương để che đậy cứu triều đình khỏi tình hình nguy cấp khi địa vị thống trị của nhà vua bị lung lay bởi nội loạn hoặc ngoại xâm triều thần dùng binh lực để giải cứu Lưu kính lạnh lùng cười, đột nhiên nói, Tần Trọng Hải, ngươi nếu muốn biết ẩn tình trong đó, cần phải trả lời công công ta một chuyện, bằng không, không có quan hệ thân thiết, trước khi lưu mũ nắm được vật chứng, tuyệt sẽ không nói rõ cho ngươi. Miễn cho rút dây động rừng, ngược lại không ổn. Tần Trọng Hải thấy hắn ta thần sắc nghiêm túc, không giống bộ dáng cười cười như thường ngày, hắn trong lòng rét lạnh, chắp tay nói, thỉnh công 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 bảo cho biết, Trọng Hải chắc chắn thận trọng đáp lời. Lưu Kính nghe câu trả lời thẳng thắn của hắn, lại khó mở miệng, cúi đầu xoay xoay chén trà trong tay, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Tần Trọng Hải không dám quấy dày, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Qua thật lâu sau, Lưu Kính mới chậm rãi hỏi, sinh ra ngươi là cha mẹ, nuôi người trưởng thành là triều đình, nếu như hai bên xung đột hại lẫn nhau, ngươi sẽ làm như thế nào? bắt đầu từ nhà ma thành tây lưu kính một đường đều đảo quanh thân thế của tần trọng hải lúc này nghe hắn ta lại lần nữa nhắc tới cảm giác sợ hãi chưa từng giảm bớt tần trọng hải trong lòng chấn động chỉ là giờ phút này không thể lộ ra thái độ kinh hoàng để tránh rơi vào thế hạ phong ngay lập tức hắn giả vờ thả lỏng lắc đầu nói lưu tổng quản hỏi nhiều như vậy cha mẹ ta đã mất từ lâu không cần phải phiền não vấn đề này lưu kính thở dài một tiếng nói tần trọng hải a à, tần trọng hải nếu đã nhìn thấy lão nhân kia trong nhà ma trong lòng ngươi hẳn đã có suy nghĩ cần gì phải giả ngu ta hỏi ngươi một câu cha mẹ ngươi nếu là chết trong tay triều đình ngươi sẽ thay bọn họ báo thù không nếu đứng về phía triều đình khó tránh khỏi trở thành con cháu bất hiếu hắn dừng một chút lại nói tần trọng hải trung hiếu khó có thể lưỡng toàn ngươi còn muốn trốn tránh sao Tần Trọng Hải trong lòng dao động kịch liệt, nhất thời hoảng sợ và phẫn nộ đan sen, quát lên, thật chó má nhà ngươi. Lão Tử nói rõ cho ngươi biết, ta từ nhỏ không cha không mẹ, lại là cô Nhi, khi nào lại phát sinh ra những chuyện chó má này. Lưu kính lạnh lùng thốt, có một nữ nhân bị chặt đầu, bị lột trần bêu trước dân chúng sau khi chết, nhục nhã khôn kề. Có một nam tử chịu khổ lột ra phanh thây, chôn dưới gốc cây lớn ở một vùng đất xa lạ, vĩnh viễn không thể trở về cố hương. Tất cả những thứ này ngươi đều xem như một cái rắm thôi sao? Tần Trọng Hải càng nghe càng sợ hãi, càng sợ hãi càng tức giận, trong khoảnh khắc nộ khí sung thiên, quát lớn, ngươi nói bậy bạ gì thế? Lão tử mắng, bà nội ngươi. Hắn đứng dậy, xoay người bỏ đi. Lưu Kính nói, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, đó là kẻ vô sỉ thiên địa bất dung. Cơn giận dữ cao tận trời. Văn bản gốc nghĩa tục hơn, thể hiện sự mất lý trí của Tần Trọng Hải, nhưng mình không dịch thẳng ra nên sẽ cảm thấy cơn giận của Tần Trọng Hải vẫn hơi nhẹ nhàng. Tần Trọng Hải hét lên một tiếng lớn, rút đao ra khỏi vỏ, xoay người chém xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, bàn trà đã bị hắn chém làm đôi. Sắc mặt Lưu Kính trong khoảnh khắc đó không hề thay đổi nâng chén trà nhấp một ngụm nói, phương tử kính dạy ngươi một thân võ công, chẳng lẽ là dùng để nương nhờ vào quyền quý sao? Tần Trọng Hải trong lòng liền chấn kinh, hắn áp xuống lừa giận, thầm nghĩ, lão già này không biết từ đâu cha ra được chuyện của sư phụ ta, còn muốn uy hiếp lão tử, không thể nào, hôm nay giết không được hắn, chỉ sợ cả đời sẽ bị người này khống chế. Cầm chui đạo trong tay, trầm giọng nói, Lưu Tổng Quản, người hôm nay tìm tới ta, Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn uy hiếp ta, khiến Tần Trọng Hải này cả đời phải thuận theo ngươi sao? Chỉ cần Lưu Kính trả lời trịch hướng, Tần Trọng Hải sẽ dùng ra tuyệt chiêu, Long Hỏa Phệ Thiên, giết hắn trong một cử động, về phần Tiết Nô Nhi và đám người bên ngoài xử trí mình thế nào, hắn cũng không thèm quan tâm. Lưu Kính nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta hôm nay tìm ngươi tới đây là để nói chuyện đại sự nếu ngươi không muốn nói chuyện với ta, không sao cả. Chỉ cần quay người rời đi, sẽ không có ai làm phiền ngươi. Tần Trọng Hải không tin lời này, lãnh đạm nói, người đừng nói nhảm nữa, lưu kính ngươi âm mưu quỷ quyệt hà tất phải giả vờ thiện lương, lại tới gạt ta. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Lưu kính ha ha cười, nói, ta từ trước đến nay nói chuyện đều giữ lời, ngươi sợ cái gì? Tần Trọng Hải lớn tiếng nói, lời là người nói, lão tử lập tức đi. Nói rồi xoay người bước ra ngoài. Vừa định bước ra khỏi Phật đường, nghe thấy Lưu Kính khẽ thở dài, thấp giọng nói, nếu muốn rửa sạch thù hận ra môn, ba ngày sau giờ hợi mở thừa thiên môn, chúng ta cùng nhau mưu đồ nghiệp lớn. Tần Trọng Hải cả người như bị sét đánh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, trong lòng chấn động không nói nên lời, phút chốc nghĩ, thì ra là thế hắn. Hắn muốn tạo phản. Lúc trước Lưu Kính hỏi hắn việc quốc gia, lại nhiều lần ám chỉ thân thế hắn và Tần Bá Tiên có quan hệ, nguyên lai like hết thảy đều là vì mượn sức hắn cùng nhau tạo phản. Lưu Kính nhẹ nhàng nói, 200 danh võ công cao thủ, 1000 danh cấm vệ quân, đủ để vượt sông chưa? Tần Trọng Hải sắc mặt tái nhợt, ngay cả câu trả lời cũng không muốn nói, vội vàng rời đi. Khi rời khỏi gian phòng nhỏ, đã là sau giờ ngọ, hai vị võ công cao thủ kia vẫn ngồi dưới đất, vẫn chỉ thẫn thờ nhìn trời, thậm chí cũng không thèm quay đầu lại nhìn hắn. Tần Trọng Hải hít sâu một hơi, lòng nghĩ, thì ra tòa miếu này là căn cứ tạo phản của Lưu Kính, hắn chiêu mộ những cao thủ này, ta cũng không thể cùng bọn họ trộn lẫn với nhau. Hắn hướng của miếu đi ra, bước chân càng nhanh hơn, chợt nghe đằng trước một người giọng the thế nói, người vì sao đi nhanh như vậy? thanh âm kia sắc nhọn khó nghe, lại là Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải thấy Tiết Nô Nhi cản đường mình, hắn lập tức trở nên cảnh giác, biết mình đã có họa sát thân. Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói, người đang sợ cái gì? Vì sao người toàn mồ hôi lạnh? Tần Trọng Hải phi một tiếng, lớn tiếng nói, ai đổ mồ hôi? Về nhà hỏi muội muội của ngươi đi. Tiết Nô Nhi nhường mi, chỉ nghe hai tiếng vù vù, tần trọng hải cảm giác sau lưng có hai luồng gió mạnh hắn nghiêng người liếc nhìn thấy hai vị cao thủ đầu chọc từ chỗ nấp tiến tới là cố ý động thủ mắt thấy hai gã cao thủ này chia ra trái phải cùng tiết nô nhi hợp thành thế chân vạc bao vây mình trong vòng vây tần trọng hải tự biết hai bên nếu muốn động thủ hắn khó có thể rời khỏi nơi này tiết nô nhi lấy kim luân ra giọng the thé nói họ tần ta sớm biết rằng ngươi là cái mầm tai họa nhưng tổng quản của chúng ta lại cứ thích ngươi. Hiện nay xem ra ngươi giống một con quỷ đầu hoãng mắt chuột, ta không thể tha cho ngươi. Tần Trọng Hải mặc dù ở trong nghịch cảnh, đã quen thuộc với chém giết, đánh nhau, nhưng cũng không đáng sợ bằng lúc nãy cùng Lưu Kính nói chuyện. Hắn lấy lại bình tĩnh, nắm lấy trôi đạo, cười lạnh nói, nếu như ba người các ngươi muốn ngăn cản ta, chỉ sợ còn kém đó. Bốn người thử lẫn nhau, mỗi người đều đang tập trung nội lực. Tần Trọng Hải thấy hai cao thủ đều có hơi thở dài, nội lực có lẽ không thua kém tiết nô nhi. Hắn trong lòng tính toán, dự định sử dụng độc chiêu, tham hỏa buôn đằng, lợi dụng đám người cản đánh, sẽ cấp tốc chạy ra ngoài. Tiết nô nhi quát lên một tiếng lớn, giết. Tần trọng hải điện cuồng hét lên một tiếng, lưỡi đao cũng đã ra khỏi vỏ, nội lực nơi nơi, liền muốn ra chiêu mọi người đang muốn đại khai sát giới, lại nghe một người quát, khoan hãy động thủ. Bốn người vội ngẩng đầu lên, lại là Lưu Kính. Đi tới. Lưu Kính bay vào đám người, duỗi tay bảo vệ Tần Trọng Hải. Tiết Nô Nhi thấy thế sửng sốt, nói, Tổng Quản, người làm gì vậy? Lưu Kính nhìn phía mọi người, lắc đầu nói, các ngươi không cần làm hắn khó xử, thả hắn đi. Tiết Nô Nhi tức giận nói, Người này mặt đầy sợ hãi, nhất định sẽ tiết lộ bí mật ở đây, chúng ta sao có thể tha mạng cho hắn. Liêu Kính nhìn Tần Trọng Hải, nói, nếu hắn là người trung thành và chính nghĩa, liền sẽ thủ vệ như bình. Hắn nếu muốn liên kết với kẻ thù, làm gian tặc vô sỉ, ta cũng không thể nói gì hơn. Tiết Nô Nhi lớn tiếng nói, Tổng Quản, ngài không thể tin hắn. Kín tiếng. Sắc mặt Lưu Kính trầm xuống, ống tay áo khẽ phất, hất mọi người ra xa vài bước, nói, Tần Trọng Hải, ngươi có thể đi rồi. Ba ngày sau, mùng 9 tháng 11, thừa thiên môn phiên người đóng giữ, chúng ta thành cũng ở ngươi, bại cũng ở ngươi. Tần Trọng Hải toàn thân chấn động, biết lưu kính muốn hắn làm nội gián, cùng nhau làm phản, muốn hắn mở hoàng thành đón chào, trong lúc hoảng loạn, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, Lưu Kính củi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ba ngày này ngươi nên yên lặng, đừng hoảng hốt, ta trước khi động thủ sẽ chuẩn bị một ít đồ vật cho người xem, đảm bảo sau khi thấy, trong lòng nhất định sẽ không còn do dự. Tần Trọng Hải không muốn nhiều lời, lập tức hít sâu một hơi, hơi khung tay rời khỏi miếu thờ. Phía sau Tiết Nô Nhi hãy còn lẩm bẩm không thôi, phàn nàn Lưu Kính hành động không đúng. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.